À, thôi thì bây giờ Ngôn cùng với Thanh Thanh Trúc á, xin mời quý vị khán giả cùng tiến vào nhà của ông chồng U50 cũng như là cô vợ U20 để mà hỏi thăm những nguyên nhân. Sao mà để cái hai đứa nhỏ ở đây nè chàng? Em ơi, rồi hai vợ chồng đi đâu rồi ta? Không, coi coi để coi coi vòng trong nhà Có coi. trong buồng không? Sao mà nhỏ đây nè. Em kêu kêu coi chút coi có Anh buồng chị không? ơi. Anh chị à, con khóc kìa. Chàng ơi, hai chồng đang làm gì á? Nằm Rồi sao bỏ hai đứa nhỏ dưới đây vậy? Nó quậy quá quậy kìa. Nó chịu ngồi trên xe đó. À, nó chịu ngồi trên xe rồi hai chồng để gì dưới đây vậy hả? Chàng ơi, đâu vợ dở mụn lên coi bả đâu. Bả đâu rồi? Trời ơi, đang làm gì á? Nằm chơi. Rồi hồi tối bây giờ bộ sao không nằm chơi, giấc này nằm chơi. Ban đêm ban ngày nằm chơi với Ban đêm rồi ban ngày luôn. thằng Rồi tranh thủ hay ở gì? xong ta không có kêu làm gì nằm Kìa, coi nó quậy kìa chàng ơi. chơi. Chàng ơi, chàng ơi, bữa nay anh không đi làm sao? Rồi 10 bữa ở đâu ai kêu làm gì đâu. Rồi. 10 bữa rồi không ai kêu gì hết. Giờ là Chàng gần ơi, Tết thì không ai kêu làm gì bây hết. giờ rồi ai ở đâu anh dở bụng lên cho mấy anh em coi coi hai coi chồng coi mình coi giỡn gì vậy coi đâu coi coi dở bụng coi coi sao sao chùm mệnh kìa. Tôi nói chung là thôi thôi có gì thì đâu đó gõ gàng đi rồi ra nói chuyện nha. Mà thì là Thanh Trúc á với Ngôn á thì nói chung bữa nay cũng thăm U50 và U20 thì mấy anh em á mà có lỡ vào á thì mong anh thông cảm cho mấy anh em ha. Tại vì bữa nay cũng tình cờ đi ngang đoạn đường này trên con đường đi làm từ thiện á. Có gì thông cảm cho hai anh em nha anh. Rồi rồi ra được không? Được. Hay là mấy em đi ra ngoài rồi anh chị ra ha. Vậy vậy để mấy anh em ra ngoài sân đợi ha. Rồi rồi chừng nào gọi kêu em với Thanh Trúc vô nha. Nha. Rồi rồi rồi. Giỡn rồi mình định sao? Hai chồng mình giỡn mình tính tính làm gì? Kể cho nghe tí xíu coi. Kiếm đứa nữa. Hai đứa rồi kiếm gì nữa không? Đứa nữa, đứa kiếm gái không có. Gái. Rồi hai thằng hai đứa này là con trai, thằng này là con trai à, còn đứa đó con trai luôn ha chú. Trai. Trời ơi, hèn chi. Bởi vì hai anh em vô thấy 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 chụp mền kìa mà dắt chia dắt dắt ban ngày mà bộ tính làm chuyện ác chàng. Chị rồi 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 bộ ổng nói sao mà tính kiếm gái ổng có chờ đợi không bằng anh hay bằng chú? Chàng ơi 17 tuổi mà rồi, bộ ổng nói sao mà tính kiếm gái ổng có chờ đợi không? Có hả? Dạ. Ổng đợi ổng nói làm sao? Ổng giỡn hay gì? Dạ. Chàng ơi. Chú dẫn vợ đi ra chợ như vậy đó. Dạ. Rồi có ai chọc ghẹo gì không? Cũng có mấy người để chọc vợ chơi, người ta nói rồi dắt con mày đi đâu vậy? Đại chập chơi gì đó à, là người ta biết hả? Người ta sẽ chập chơi á. À là người ta dạng như là biết là vợ chú rồi mà tại chọc ghẹo chơi vậy đó ha. Rồi lúc đó chú nói thì sao? Nói vợ đưa đi đâu hai con đâu. Người ta tin không? Lúc đó người ta tin là vợ chú không? Tin tại người ta chọc mình chơi người ta biết mà. À có nghĩa là người ta đã biết trước đây là vợ chú rồi. Nhưng mà hỏi mày dẫn con mày đi đâu vậy ha, dẫn gái đi đâu vậy ha. Dạ mình chơi. Chú hồi sớm á mấy anh em vô á thấy chú mà đang nằm dưới chị ở trong mùng á, cái đó mình đang làm cái gì mà đã hai đứa nhỏ ngoài nó khóc quá khóc quá chú. Đang giỡn, đang chơi giỡn hả? Dạ. Sao mà mỗi bữa không giỡn mà bữa nay giỡn? Dạ không, buồn buồn nằm giỡn chơi. Giỡn rồi mình định sao? Hai chồng mình giỡn mình tính tính làm gì? Kể cho nghe tí xíu coi. Kiếm đứa nữa. Hai đứa rồi kiếm gì nữa không? Đứa nữa, đứa kiếm gái không có. Gái. Rồi hai thằng hai đứa này là con trai, thằng này là con trai à, còn đứa đó con trai luôn ha chú. Trai. Trời ơi, hèn chi. Bởi vì hai anh em vô thấy thấy chụp mền kìa. Mà dắt chia dắt dắt ban ngày mà bộ tính làm chuyện ác chàng. Chị rồi 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 bộ ổng nói sao mà tính kiếm gái ổng có chờ đợi không? Có hả? Dạ. Ổng đợi ổng nói làm sao? Ổng giỡn hay gì? Dạ.
chàng ơi. Có hả? Dạ. Ông đồ ông nói làm sao? Ông giỡn hay gì? Dạ. Chàng ơi. Nói chung là hai vợ chồng này cả nhà thì hiền lắm. Thì bữa nay mấy anh em á thì cũng trên cái đoạn đường làm từ thiện thôi, cũng vô tình và ghé và hỏi thăm hai chồng. À, chú ơi, rồi như vậy đó, rồi thường thường á mình giỡn như vậy đó, con thấy là cái tóc chú bạc rồi nè, mà cái sức khỏe của chú làm sao? Bình thường. Bình thường hả? Sức khỏe mà chú năm nay là 50 đúng không? 50 hả, năm ngoài? 50 hả? Ở ngoài nhìn vô không tin 50 đâu. Thiệt. Cái tầm 60 thì sao đâu á. Cái 50 à. 50 á, mà tại lao động nhiều hả chú? Lao động nó mau già. Ôi ơi, tóc bạc nó trơn kìa. À, chú giờ cho con hỏi á, là cái cơ duyên nào mà chú gặp có một cái cô vợ trẻ, rất là trẻ luôn, chú có thể kể cho con và mọi người được biết là cấp đầu mình có một cái cô vợ trẻ như thế nào không? Cái đó dạ, tình duyên thôi. À, chú kể cho con nghe coi. Thì cái cũng tình duyên đến đại. Thí dụ bây giờ là người chú là người lớn tuổi nè, mà có một cái cô vợ trẻ đó, thì chú chia sẻ lại cho con và mọi người được biết để sẽ rõ hơn. À, cấp đầu quen bả làm sao? Ai mà mày? Cấp đầu thì đi cũng đi làm á, thì dạ, gặp nhau thì thương. Không, cấp đầu gặp nhau là bình thường, mà có ai mần mai không á? Chú kể cho con nghe coi đầu đuôi đi. Không có mần mai. Không mần mai hả? À. Chú cái... Sao chú? À. Cái cơ duyên nào chú gặp chị? Đi làm thì gặp nhau đó, chứ không có mai mối gì đâu. Ờ, à, làm gặp á. À. Chị chắc đó chị làm gì? Làm bên gỗ. Gỗ hả chị? Dạ. Rồi là làm cũng xưởng gỗ, hai người gặp nhau. Dạ. Rồi ai là người mần mai hay là ai là người tỏ tình chú? Không có mần mai, tại mình tự mình quen nhau rồi gặp. Tự quen nhau gặp hả? Dạ. Chứ không có làm mai làm mối gì. Sao con nghe nói là chú đi làm chung với ông và vợ, rồi xong ông và vợ lên nói đòi gã gái là sao? Đó, ông đi làm hồ. À, chú kể cái đó cho con nghe đi. Ông đâu có làm mai mối gì đâu. Ông làm mai hả? Ừ, thì... Ông nói sao, ông và vợ nói sao? Ông đó, đi làm chung đó, rồi ông làm cũng gần nhau, thì nói về... nói lời nói chơi với ổng vậy đó. Nó chơi sao chú? Nó chơi sao? Giờ con gả con cho tôi đi. Nói gì ổng, nói ổng kìa cười, ổng mới nói gì kia. Ổng bằng tuổi chú không? Ổng sao mấy rồi. Sao mấy gì lớn chú, 10 tuổi rồi hả? Mười mấy tuổi rồi hả? Sao mấy, 70. Rồi chắc đó chú hỏi gì rồi ổng sao? Ông nhạt da sao? Ổng đợi ổng nói, ổng không có nói gì, ổng cười thôi mà. Rồi tới mấy tháng sau về nhà đó, về nhà kêu ổng kêu qua bên đây chơi, từ đó rồi gặp nhau. Là chú gặp chị hả? À. Là ai là người nói tiếng hương chứ? Cái đó là tôi nói, là nói với ổng chơi thôi. Thôi chơi thôi, mà con hỏi mà gặp mặt chị rồi nè, rồi mà hỏi ai là người nói tiếng hương trước á, chị hay là chú? Nói. Chú nói làm sao đâu? Chú nói làm sao đâu? Nói giờ thương tôi không? Tôi lên cưới rồi. Chị không? Rồi người ta thương. À, chị, dạ. Ông nói gì rồi chị? Trong lòng chị nghĩ làm sao? Vui không á? Vui. À, mà trong khi đó chị đã biết là ổng là người lớn tuổi không? Dạ không. Không mà. Dạ. Chàng ơi. Và trong khi mà hai người đến với nhau mà hỏi thương với nhau rồi á chú, thì không biết bên vợ nè có nói chú là người lớn tuổi và này nọ không? Ông bà cũng không có nói. Ông bà không có nói gì. Ông bà có nói không? Có nói gì chú? Không. Nhưng mà chị em và hàng xóm rồi người ta có nói không? Không nè. Chúng không. Là trong xóm người ta cũng không có nói gì. Trong xóm người ta cũng có nói hả? Không có nói gì. Rồi cho con hỏi á, rồi chú nè, chú có vợ nè, có một cái cô vợ trẻ, rất là trẻ luôn. Rồi trong khi đó mình đi chợ đâu đó,
thì có người nói ôi cái ông này tại sao mà có vợ trẻ vợ đẹp này kia được không? Trời trong xóm ta cũng vậy, ta cũng có nói gì. Nói sao chú nói lớn trong cho xóm ta cũng muốn nói gì. Ý con hỏi đi chợ đồ á, người ta có nói không á? Không. 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 Chú. Chú, rồi như vậy đó, rồi mình có một cái cô vợ trẻ nè, rồi mình dẫn, có khi nào mình dẫn đi chợ không? Dẫn đi chợ rồi. Rồi người ta có nói gì không chú? À, cũng nói sao lớn tuổi sao có vợ trẻ quá vậy, mấy người bán đồ ở chợ á. À, rồi có khi nào người ta dùng cái từ khác nữa không chú? Ta nói ta cũng khen, ta nói trời ông này già mà có vợ trẻ rồi mấy người bán đồ ở chợ á. Dạ. Tôi nói ông này sao già mà có vợ trẻ ha, có khi nào người ta kêu chú là chuyền miếng kiếp lại không? Không, ta không. Mà chú hay ý bộ, chú có một cái người vợ trẻ mà nói chung là người ta có người ta là lớn tuổi là người ta tìm không được đâu. Rồi có vợ trẻ vậy rồi chú cưng chỉ không? Thì cũng cưng. Cưng à? Ê chú, rồi thí dụ mà con hỏi nha, mới cấp đầu mà mình có vợ trẻ có chỉ nè, rồi đêm đó rồi mình quèo dữ không? Mình kiếm, muốn kiếm em bé đó, dữ không? Không, cái thằng đó thì ai cũng có. Không, ý con hỏi á, có không? Dữ không? Thì cũng có. Liền liền không? Liền, lâu lâu vậy. Chú cho con hỏi thăm nè, mấy bữa nay á, là mình có đi làm công việc gì không? Không, mà 10 bữa, hơn 10 bữa không có làm, không ai kêu làm gì hết. Là thất nghiệp 10 bữa nay hả? Dạ, 10 bữa, mấy bữa. Là mấy bữa trước chú làm cái gì? Chú ba cái làm ba cái ruộng nè, rồi nhổ mạ, rồi dặm lúa rồi. À, làm ruộng dạng như là mần cỏ bờ rồi đó ha. À, ai mướn thì mình mần ha. Ai kêu làm. Ừ. Rồi khi mà chú đi làm như vậy á, rồi chị ở nhà là làm công việc gì không? Giữ hai đứa này nè, rồi giặt đồ rửa chén rồi. Rồi chú cho con hỏi thăm nè, sao mà mình không làm cái nhà cho nó gọn lại á, cho nó đẹp lại? Thì đâu làm mà lột cái này rồi nó còn thiếu người ta, nó trong mùa thiếu người ta chưa trả tiền nữa. Ý là dọn nó, dọn cho nó gọn lại á. Sao mình không dọn cho nhà mình gọn ghẽ lại cho nó giống như nhìn nó đẹp á? Vậy coi gì đâu mà dọn hết trơn. Con vô đây thì con thấy đồ để nhiều quá nè, rồi không còn đường đi luôn á, nó chặt quá. chú cho con hỏi thăm nè, chú con được biết thì năm nay đã ngoài 50 rồi, chị thì là U20, nhưng mà khi mà chú với chị quen nhau á, cái lúc đó đó là cơ duyên như thế nào mà chú gặp được chị vậy? Đi làm rồi quen nhau. Là chú đi làm công ty rồi gặp chị hay sao? Tôi làm bên trường gỗ. À. Tôi bên công trình hồ. Rồi chị làm cái gì? Bên trường gỗ. Rồi chú đi vô xưởng gỗ làm luôn? Cũng làm gần đó. Gần rồi sao quen được? Quen lúc mình nghỉ ngơi rồi qua chơi. À, như vậy đó ha. Rồi chị cho mỗi hôm nè, lúc đó mình thấy chú lớn tuổi hơn mình sao mà ổng chọc rồi mình ưng luôn vậy? Dạ không. Em hả? Em ưng. Sao ưng, ổng đẹp trai hay sao? Đẹp trai. Vậy là lúc mà chú gặp chị là lúc đó là chị 18 chưa? 17 rồi. 17 tuổi rồi. Chàng ơi chàng, là lúc đó là con gái người ta mới lớn à. Rồi khi mà chinh phục được trái tim của chị á, là chú nói câu gì mà chị thương chú vậy? Nói chú ơi, giỡn chơi thì chơi, chứ nói gì đâu. Nhưng mà cũng phải nói em đẹp quá hay là anh yêu em gì đó chứ, mới cua được chứ. Có nói không? Nói dập. Chị, ai là người nói yêu trước chị? Em nói yêu trước.
Hả? Em nói thiệt chứ. Chị hả? Là chị gượt ổng chứ không phải ổng gượt chị hả? Vậy là hồi xưa là ổng làm tổ trưởng hay gì mà chị thương? Có làm tổ trưởng không? Không. Rồi sao tự nhiên gượt ổng vậy? lúc đó là bộ ổng đẹp trai lắm hay gì? Đẹp trai. À, rồi nhóc con trai ở đó trên sao chị không ưng? Có ghệ không? Lúc đó có ghệ chưa? Chưa. Mới lớn luôn ha. Dạ. Ừ. Rồi chị nói làm sao với ảnh? Lúc mà mới gặp đó chị nói em yêu anh hay gì? Em yêu anh. Nói luôn hả? Chàng ơi, vậy mà có phước dữ ta. Như vậy là chị là người chủ động tỏ tình với chú trước. Dạ. Yeah. Ừ, lúc đó là kêu bằng anh hay bằng chú? Anh. Chàng ơi, 17 tuổi mà người ta lúc đó người ta bốn mấy 50 rồi mà kêu bằng anh luôn. Như vậy là chú đến với chị là lúc đó mình có gia đình chưa chú? Chưa. Yeah. Là từ trước tới giờ là chú chưa từng trải qua cuộc tình nào hết? Chưa, chưa có lần nào. Là coi như là vợ đầu tiên luôn đó ha. À. Ừ. Rồi chú là có nhà có đất gì không mà sao con thấy ở đây sống trong một cái miếng đất rất là nhỏ luôn á chú, mà tới 4 người ở lần á, rồi nó chật hẹp quá. Có, nhưng mà bên bà có bà cầm. Mẹ ruột chú hả? Bên vợ. À, là cái này là đất của chú hay là của mẹ vợ cho? Của mẹ vợ. Là mẹ vợ cho hai vợ chồng được cái miếng đất như vậy ha. Nè. Ừ. Như vậy là chú cùng với chị là sinh sống là được bao nhiêu năm rồi chú? 5 năm. 5 năm rồi ha. Chàng ơi. Chị cho em hỏi thăm nè. Lúc trước là em nhìn vô cái tấm hình của chị đó. Dạ. Yeah. Em thấy chị trẻ nè, rồi đẹp nữa nè. Mà mới 17 tuổi nữa nè. Rồi trong khi đó là chú á, là không có đất cát gì hết trơn. Không có tiền luôn. Dạ yeah, không. Mà mình tự nhiên mình thương chú ngộ ta. Nhưng mà chị biết là thương chú là sẽ có cuộc sống cực khổ không? Dạ yeah, không. Hả? Dạ yeah, không. Sợ không? Không. Không sợ luôn hả? Về sống cực khổ vậy rồi buồn không? Không. Không luôn. Chàng ơi chàng, quý quá vậy ta. Theo con độ chắc cái này là chú biết sao? Cái này là giống như là hồi kiếp trước á. Hồi kiếp trước là hai người có nợ nhau. Cho nên là bây giờ là tìm đến nhau để mà trả nợ ha. Ừ. Hiện tại bây giờ là trong nhà mình là còn gạo còn đồ ăn được không? Gạo cũng còn hết mà đồ ăn thì hết rồi. Còn gạo không à? Còn. Không có đồ ăn hả? Không có, ăn ba cái gạo. Ăn gạo gì đâu? Gạo môn đó. Đâu chị lấy cho em coi cái đó cho chị. Là môn là sao chú? Ngó môn. Ngó môn hả? Ừ. Đâu chú cầm vô người đặng dơ lên cho máy quay được cái chú. À, là mình là cái ruột của cái lá môn á hả? Cộng nó bò dưới đất á. À, nó ra thịt ra cho cây nó ra nó bò giống như bông cộng gấm uống mình vậy á. Nhưng mà môn là thường là ăn vô là nó bị rồi sao? Có bị gì đâu, ăn hoài. Ăn thường xuyên à. Cái này con chưa dùng luôn á. Chút nữa có gì con đại chú làm ăn thử miếng là sao. Là ăn tính là bữa nay là ăn với cái đó đó. Là cái đó là mình đi xin người ta hay là ra rừng bẻ? Ra theo bờ nè, nhổ. À, là nó mọc mọc dại gì đó ha. À, cái bờ. Là không của ai trồng chứ mà mình bẻ nó, gì đó. Nó mọc ên mà. Ừ. Là đó. Định ăn cơm với cái này bữa nay nguyên ngày luôn đó hả? Cái này sợ luộc cái sợ mỡ. Rồi hai đứa nhỏ rồi sao? Hai đứa nhỏ nó cũng ăn này chan nước mắm. Chàng ơi chàng. Chan nước mắm cái nhỏ này nó dai nó ăn được. Là 10 ngày nay ăn vậy không đó? Đâu có gì đâu mà.
sao chú không mua cái tay lưới á, đi giăng lưới kiếm cá? Không có, không có, giờ giăng đúng ta cho mượn đó mà giăng không có dính. Ta cho mượn mà giăng rồi không dính nha. Ừ, giờ khô nước này ta xịt quá trời giăng không có dính. Rồi mình cấm câu được không? Không ăn đó. Kỳ vậy ta? Tại vì dưới sông nó xịt quá, nó động, nó không có câu lưới rồi cũng ít, nó chơi xịt bự luôn. Vậy là không có cách nào để kiếm cá ăn hết trơn. Có tiền mua không có, ăn miếng mắm. Trời ơi, tội nghiệp không. Ừ. À, mấy bữa trước làm có tiền có bạc gì không chú? Cũng mấy bữa trước cũng lâu lâu làm được ngày. Ngày thì có 100 mấy 200 mà. À, cũng mua này mua kia lạc giặt nước mắm ngọt rồi ăn. Trời ơi, 100 mấy 200 mua trước trả sau hết trơn rồi còn đâu nữa. Trả thì mình mua, nhiều khi mua thiếu trễ mình trả cho người ta, với người ta bán nữa. Ờ, à, nói thăm nè, à, khi mà chị đến với ông chồng u ngoài 50 này nè. Dạ. Rồi sống là phải ăn cơm với rau gừng nè, rồi ăn nước mắm nè, rồi buồn không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, rồi tiền này không có nữa rồi, tiền đâu mua đồ đẹp bận. Có đồ đẹp không? Yeah. Không cần bận đồ đẹp luôn hả? Chỉ cần ở với chồng vậy là vui rồi đó hả? Yeah. Chàng ơi chàng, sao tự nhiên mà yêu thương đậm đà dữ ta? Hồi đó chị để ý ổng lâu không? Không. Lâu không? Là cỡ bao lâu? Cỡ năm không? Năm. Năm luôn hả? Là cứ lén nhìn ổng hoài vậy đó ha. Chắc hồi xưa chú bảnh lắm ta. Hồi xưa chú chắc đẹp trai lắm ta. Còn đó, còn trẻ thì cũng có để gâu không? Có để gâu gì không? Hồi xưa có để gâu gì không? Không. Rồi cạo ha. Rồi cái bằng áo bỏ quần hay sao chú? Ở đâu đi làm cũng bình thường. Mà có làm ship không? Có đó, làm thợ không hả? Thợ sao mà bả mới 17 tuổi, nhóc người thương bả trơn, tự nhiên bả lựa ông hay vậy? Đi đó, đó. Có tuyệt chiêu gì không ta? Ngặt cái này là tưởng đâu là chú là người tỏ tình với chị, nhưng mà không ngờ chị lại là người gượt chú hay nữa chứ. Chú cho hỏi thăm nè, khi mà chú là một người chồng á, trụ cột trong gia đình đó chú, mà chú để cho vợ con mình là phải ăn cơm với rau luộc nè, rồi chan nước mắm ăn cơm như vậy đó, mà khi mà chú nhìn thấy cái cảnh đó đó, rồi chú buồn không? Cũng tại làm nó không có buồn gì, trợ có tiền mình ăn không có đi ăn rau. Nhưng mà mình ăn thì được rồi đó, mà mình thấy vợ con mình ăn là mình buồn không? Cũng buồn đó, tại nhưng mà buồn cũng không có làm gì được, tại ta không có mướn, mình không có làm gì được. Ta không mướn là thua ha. Ừ, không thua. Không còn cách nào để kiếm tiền sao chú? Giờ không ai kêu đâu, với ruộng mà hết mùa lúa rồi đã không à. Còn đi làm công trình bây giờ cận Tết này là người ta không có nhận nữa. Không có cách nào kiếm tiền được luôn. Không, này là sao mình không bán cái số thử coi? Không từng bán cái đó. Chưa hả? Ừ. Chú bán được không? Cũng chưa từng bán, là không biết bán được thôi, mình chưa biết. Chị biết đếm tiền rồi không? Biết nhìn tiền không? Biết coi tiền không? Giống như tờ 10.000, tờ 20 rồi chị biết không? Hả? Chưa. Không biết hả? Dạ. Rồi như vậy sao bán vé số được, chỉ có chú bán được thôi. Nhưng mà nếu mà có tiền chú bán vé số được không? Tập thử coi. Cái đó phải có vốn mới mình đi lấy được, bây giờ đâu không có vốn, ta đâu có bán, ta đâu đưa chịu được đâu. Thì nói chung là bữa nay mấy anh em con ghé lại quay nè. Thì nếu mà chú chấp nhận bán vé số á, thì mấy anh em con sẽ xin Quý Mạnh Thường Quân á, giúp cho chú có vốn bán vé số. Chú chịu không? À, nhưng được. Mà phải bán vé số mới được nha. Chứ thí dụ như có vốn bán vé số mà chú không có bán vé số mà chú dùng xài hết là người ta không chịu, người ta giận đó, người ta đòi lại đó. Chịu không? À. Chịu không?
Ví dụ như ngày bán 150 tờ đi, thì ngày kiếm được 150 ngàn. Giống như là mua này mua kia thì 50 cũng còn được 100 ngàn cho vợ cắt bỏ túi nhà mua gạo mua cá rồi ăn. Được không? Hứa nha. Dạ, thưa vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì Ngôn cũng cùng với Thanh Trúc á, cũng rất là mong á, hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng như là gia đình á, sẽ được quý vị khán giả thương hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ cái video để cho hoàn cảnh của hai vợ chồng đến được với quý mạnh thường quân và có được một số vốn để mà lãnh với số bán. Quý vị khán giả, thật sự mà nói á, bây giờ là ở trong quê này là không có cách nào để mà kiếm được tiền luôn, thưa quý vị khán giả. Mà bây giờ hai đứa bé thì còn rất là nhỏ luôn, mà phải ăn cơm chan cùng nước mắm, không có sữa để mà uống nữa, quý vị khán giả. Rất là thương luôn à. Chú cho con hỏi thăm nè. Rồi từ xưa tới giờ không lẽ không để dành được ít đỉnh là sao? Rồi lúc trước thì cũng còn đứa vợ mấy đứa nhỏ này từ mua này mua kia rồi nó hết luôn. Rồi nội bây giờ mấy đứa nó còn nhỏ chưa nói gì nè. Ví dụ như năm hai năm nữa nó đi học rồi làm sao mà lo nổi đây? Để từ tới đó thì nó lớn, nếu mà tạo điều kiện được thì cho nó đi học sớm, còn không thì cho nó đi học trễ chút. Chú phải nghĩ ra cái cách gì để mà đi kiếm tiền á, đặng lo cho gia đình mới được. Giờ thì nó kẹt thì cái nó lớn chút rồi đi biển cũng được. Không được đâu, đi biển không được đâu. Cũng được, tại nó chú... đứa nhỏ nó nhỏ quá, mình đi bỏ nó ở nhà không được. Vợ chú hiền quá nè, rồi ở nhà mình đơn sao mà được. Tại bởi vậy là nó còn nhỏ quá, để nó lớn chút rồi mình đi biển nó cũng làm cái chuyện gì làm được mình làm. Đi biển là chưa chắc là có tiền nha, đi biển là tùy theo con nước nữa nha. Có con nước vô là không còn tiền luôn đó. Nhưng mà phải xa vợ xa con 5-6 tháng chú chịu không? 3-4 tháng, 4-5 tháng cũng có, tùy theo. Ừ, không được đâu, bây giờ chỉ còn cách là đi bán vé số thôi. Nếu mà chú bán giỏi á, thì một ngày chú bán 150 tờ là chuyện bình thường. Tại vì người ta thấy chú khổ á, rồi người ta ủng hộ, mua ủng hộ, và người tiếp vài tờ là cũng hết à. Ừ. Đó là mình không cần bán. Tập bán cho quen. Chú biết tính tiền không? Biết. Giống như con đưa chú 100 ngàn, con mua 2 tờ số. Tờ 10 ngàn là chú thòi nhiêu? Biết mà, mình có cái là bây giờ nó bán thì cũng được. Mà bây giờ nó bán nhiều người quá. Hả? Bây giờ nó bán nhiều người quá, trời ơi, bây giờ trên phố nó thất sở đi, về quê không có sở làm, không bán vé số nhóc. Chú chịu khó chú mua chiếc xe đạp á, chú đạp ra ngoài chợ á. Đi dài chợ bán, người ta thấy chú khổ là người ta ủng hộ à. Ai mà nghèo khổ là người ta mua ủng hộ à. Chú thấy vậy á, chứ đâu phải ai bán người ta cũng mua, người ta thấy người nào thấy thương người ta mới mua. Gán tập nha. Để mấy anh em con gắn giúp đỡ cho chú kiếm được ít vốn để mà bán vé số nuôi vợ nuôi con nha. Chứ tính tới cái đường đi biển nó xa xăm mà giống như là xa vợ xa con, mà vợ chú hiền quá nè, rồi ở nhà mình nên không được đâu. Ở đây cái đường này vắng mà, nhà thì nhà lá nữa. Chú cho con hỏi thăm nè, thì trong ngày hôm nay mấy anh em con ghé thăm chú nè, ngoài cái ước mơ á, là có được một ít vốn đi bán vé số á, thì chú có ước mơ gì nữa không? Bán vé số thì cũng nếu có anh em có lòng hảo tâm thì ăn ít tiền đại sửa nhà rồi hổm đó, rồi giờ mua đồ cây thiếu đại chưa cũng chưa ra, ta nói chừng nào có tiền trả thiếu nhiêu. 1.2 triệu à? Thiếu người ta 1.2 triệu ha. Lá với cây. Là hôm bữa mình lợp lại đó ha. Lợp lại mới lợp. Là bây giờ còn thiếu nợ 1.2 triệu. Chàng ơi, chàng đã không tiền rồi mà bây giờ còn thiếu nợ nữa. Vậy chứ nó giờ dột nát hết trơn, không có chỗ mà ngủ, nó để quần áo không có chỗ để quần áo nữa. Nó dột hết trơn rồi. Mấy mình bắt buộc mình phải sửa lại.
rồi chỉ ước mơ là có tiền trả nợ cho khỏi thiếu người ta thôi. À. Còn đâu nữa không, hay là 1,2 triệu thôi? Có thiếu nhiều đó là tiền cây tiền lá ta. Ừ, có nhiều đó thôi. À. Chị có ước mơ gì không? Không. Có ước mơ không? Không lẽ không có ước mơ? Chị có giống như là mơ ước có cái gì không? Có. Ừ, mơ ước gì nói em nghe coi. Mơ ước gì? Chị mơ cái gì? Chị ước cái gì? Ước có được cái gì? Có ước có tiền mua sữa cho con uống không? Có. Có hả? Dạ. Nè, chàng, tổ thân không? Rồi sao không sinh mẹ vợ coi? Bà còn không có gạo, còn không có chàng, <bà. cười> chàng. Là ai cũng khó khó chân ha. Ừ. Chú cho con hỏi thăm nè. À, khi mà chú có cô vợ trẻ như vậy nè, con thấy trẻ hơn chú rất là nhiều luôn. À, hơn gần 30 tuổi trẻ hơn chú. Rồi khi mà chú dẫn vợ đi ra chợ như vậy đó. Rồi có ai chọc ghẹo gì không? Cũng có mấy người để chọc vợ chơi, người ta nói người dắt con mày đi đâu vậy, là chọc chơi gì đó. À, là người ta biết hả? Người ta chọc chơi. À, là người ta dạng như là biết là vợ chú rồi mà tại chọc ghẹo chơi vậy đó ha. Rồi lúc đó chú nói thì sao? Người nói vợ đưa đi đâu hai con đâu. Người ta tin không? Lúc đó người ta tin là vợ chú không? Tin, tại người ta chọc mình chơi người ta biết mà. À, có nghĩa là người ta đã biết trước đây là vợ chú rồi. Ừ. Nhưng mà hỏi mày dẫn con mày đi đâu vậy ha, dẫn gái đi đâu vậy ha? Là vợ mình chơi. Chàng ơi, nhưng mà người ta ghẹo gì rồi chú buồn không? Có đâu vừa có gì vừa thành ra vợ chơi. Chàng ơi chàng, thưa vị khán giả, do người chồng á thì lớn hơn. Chú cho con hỏi thăm nè, hồi lúc đầu á khi mà chú trò chuyện cùng với Thanh Trúc đó, con có nghe chú tâm sự là chú định kiếm thêm một đứa con gái đó. Rồi bây giờ là hai đứa con trai nè, là ăn cơm với nước mắm với gạo gừng không à, rồi kiếm thêm đứa con gái nữa làm chi vậy, lo nổi không? Cũng mình từ từ mình cũng lo được, đi làm được thì lo được. Nhưng mà sao chú thích con gái dữ vậy? Hay con gái có gì mẹ nó già rồi để chăm sóc mẹ nó được. À, là cố đọc. Gắng kiếm một đứa con gái là đặng lo lắng cho chú với chị đó ha. Ừ. Nhưng mà con trai cũng lo gì, con trai người ta có hiếu, người ta cũng lo cho mẹ gì. Nó không bận gái cơm nước này kia. Lớn tuổi thì gái dân gái nó chăm sóc nó dễ hơn. À, như vậy là chú là thích có một đứa con gái. Ừ. Là đặng chừng nữa là lo cái chuyện nhà cửa bếp núc rồi ha. Ừ. Với lo cái cuộc sống tuổi già cho hai vợ chồng chú ha. Ừ. Chú không tin tưởng con trai gì hết trơn. Chàng ơi, con trai người ta nhầm đứa có hiếu ha, là lo cho cha mẹ còn hơn là 10 đứa con gái nữa đó. Thôi bộ hồi xưa chú không có lo cho cô với chú hay gì mà bây giờ chú sợ? Lo chứ, nhưng mà là gái với gái nhầm khi đau ốm này kia nọ rồi gái với gái chị xử nó dễ hơn. À, dạng như là phụ nữ với phụ nữ dễ hơn ha. À. Ừ. Rồi hôm bữa gì người ta mài đứa con gái đi tự nhiên mài ra thằng trai chi vậy? nói gái về đẻ ra trai. Là bữa đó ai nói, bữa đó ai xúi chú vậy? Không, chú được đi siêu âm á. À. Người ta ra giấy là nói gái. À. Đẻ ra trai. Vậy là bác sĩ à? Bác sĩ siêu âm kỳ vậy ta? Sao thường thường siêu âm là gái, trai là trai chứ? Siêu âm mấy lần? Hai lần. Hai lần là con gái không đó. À, chơi cái xanh thằng đó con trai đó. Cái này là ý trời ơi. Rồi bộ ban đêm gan trai ban ngày gan gái hay gì mà đi đậu nên chưa âm mấy ngày chưa âm nên ta nói gái mình cũng mừng để đã gan trai. À,
dạng như là tính có nam có nữ rồi cho nó đủ cặp ha. À, nhưng mà không ngờ ý trời ha. Rồi bây giờ có con trai vậy rồi chú có cưng bé không? Dũng con đẻ ra rồi trai gái cũng như nhau. Sao nãy con thấy hai chồng vô trong mùng nằm ngon hơn bỏ hai đứa nhỏ ngoài vậy chàng? Đây, nó thích nó ngồi ngoài chơi. Phải không à? Hay là hai nhỏ thích vô mùng mà không cho đây? Là hai đứa nhỏ nó không chịu vô mùng ha. Mà ngày nó không chịu ở trong mùng ha. Là thả nó ra ngoài đây đi vòng vòng vậy đó ha. À, còn gạo một ít là khoảng bao nhiêu? Ừ, 2 ký. 2 ký ha. 2 ký gạo à? 2 ký gạo thì chắc ngày nay hết rồi. 2 ngày ăn 2 ngày. 2 ngày mới hết. Rồi thí dụ như 2 ngày hết mà chưa có công việc làm rồi sao? Không đi mượn, đi mượn ta kiểu như mượn trước rồi tới mình có ta kêu làm mình trừ lại. À, ứng tiền xài trước ha. Nhờ mình có làm thì trừ, ta trừ lại. Mà người ta cho ứng không? Cũng nhầm chủ người ta cho, tại mình làm lâu quen đó, người ta cho mượn trước vậy. Là chú mượn lần là được nhiêu tiền? 200-300 cũng có, mình mua này mua kia đủ ăn. Cỡ 2 triệu có không? Có đâu, từ 200-300 mình mua ăn. Cỡ 1 triệu có không? Ăn 5-10 ngày, nửa tháng gì đó, cỡ 200-300 mà không có nhiều. Chàng ơi, đây sắp từ đây tới Tết là theo con nghĩ là lúa đồ cũng xạ gọi hết trơn rồi. Rồi cỏ đồ người ta cũng mằng xong hết trơn rồi. Đâu có ai mà mướn nữa đâu từ đây tới Tết rồi. Bây giờ đã xong rồi đó, đâu có chưa làm gì đâu. Rồi mượn được có 200-300 mua thì cũng giỏi lắm, 10 ký gạo hết tiền rồi. 10 ký cũng ăn được, cũng 10 bữa, 10 mấy bữa. Rồi giờ nào hết là tính nữa. Chàng ơi chàng, coi như là trông chờ từng ngày từng tháng nữa hả? Chàng ơi chàng khổ gì. Rồi bây giờ là dầu ăn, nước mắm đồ còn không? Hết rồi, hết rồi, ăn hết rồi, hết. Là ăn cơm chan nước mắm mà bây giờ hết nước mắm luôn hả? Gà, gà bọng nó cũng hết luôn rồi. Gà bọng luôn. Gà bọng rồi, hết rồi. Hết gà luôn rồi. Nấu củi. Nấu củi mấy bữa rồi chú? Nấu ké bên nhà bả, bên đây đâu có lò. Là đi qua bển nấu bằng củi ha? Nấu củi. Rồi bưng về đây ăn. À. Chàng ơi, chàng, mấy bữa rồi? 3-4 bữa. 3-4 bữa không có tiền mua gà luôn. Ơi, khổ thân quá thưa quý vị khán giả. À, hoàn cảnh của hai vợ chồng của quý vị khán giả thì sống ở thôn quê á, mà hai vợ chồng á, thì cô vợ á, thì rất là hiền luôn, không có được như là bao cô gái khác, cho nên là không có làm ăn được gì, không có làm được công việc gì hết, chỉ được ở nhà thôi. Còn người chồng á, thì mần mướn á, là trông chờ từ ngày từ tháng quý vị khán giả, tại vì công việc là của nông dân mà quý vị khán giả. Có bữa thì người ta mướn, có bữa thì người ta đâu có mướn đâu. Cho nên là đồng tiền kiếm ra rất là ít luôn. Không có đủ để mà lo lắng, chăm sóc cho hai đứa con của mình. Cho nên là đang gặp rất là nhiều khó khăn ạ. Dạ. Thì qua cái video ngày hôm nay á, Ngôn cùng với Thanh Trúc á, hy vọng rằng hai vợ chồng cũng như là gia đình sẽ được quý vị khán giả thương, ủng hộ, chia sẻ cái video này. Để cái video nói về hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng U50 và U20 đến được với nhiều quý mạnh thường quân và nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn quý vị nhé, để mà có được một cái Tết im ấm như là bao gia đình khác quý vị nhé. Thật sự mà nói Tết thì cũng đang cận kề rồi, nhưng mà hai vợ chồng thì bây giờ trong nhà chỉ còn có dọn dẹn là gần 2 ký gạo thôi quý vị nhé. Ngoài ra là không còn vật phẩm vật dụng gì mà để mà dùng cho qua ngày hết quý vị khán giả ơi. Nay á, mấy anh em con cũng là có đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác đó, thì cũng con cùng với Thanh Trúc á cũng có đi ngang và vào trò chuyện á, thì nói chung qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì thấy được chú cùng với chị nè, cũng như là hai đứa cháu đó đang gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên ngày hôm nay á, con cùng với Thanh Trúc á sẽ gửi cho chú là 500 ngàn. Ha, cái này là tiền cá nhân của hai anh em con gửi tặng cho chú với chị nè, để mua gạo nha. Mua gạo cũng như là mua đồ ăn nha. Dạ, cảm ơn nha. Chàng ơi, có gì đâu. Nói chung thì hoàn cảnh của chú với chị nè, với hai cháu mà thì đang gặp khó khăn á. Con hy vọng rằng với cái số tiền nhỏ của hai anh em con á, có thể giúp cho chú với chị vượt qua được cái khó khăn.
rồi hai anh em con sẽ cố gắng xin tiền để xin giờ để hết thời gian xin tiền nữa.